Tỷ nó mẹ đấy con, việc còn cách dách, gần quá xa vì mắt khó trông. Khi dách dở rồi thì việc kế bên hông. Chuyện đã ngỡ rằng không nguy hiểm đe dọa thế giới mình rất là đặc biệt, mà các nhà khoa học bây giờ rất lo rất sợ. Như vậy thì rõ ràng khi 3 tiếng sấm nổ đó thì ít nhất cũng phải 3 cục thiên thạch rơi. Còn nếu không thì nếu một cục rơi cũng vậy, cũng làm cho chấn động những thiên địa kinh hoàng, mà làm cho loài người phải đê mê bất tỉnh. Nó đê mê bất tỉnh. Cho nên nếu từ chỗ này rồi thì thiếu đạo đức, sắc gan cũng giải. Thật hiền lành bới cại không trôi, luật kia đã định sẵn rồi, lành còn lành thời tồn tại, giữ thời tiêu tan. Nó thiếu đạo đức thì sắc gan cũng giải. Cái sức nóng của nó hay cái nhiệt lượng nó tăng lên hẳn là 6.000 độ, đá còn phải cho nó tiêu tan thành bụi chứ có gì biết. Đá còn phải tiêu tan nó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị kính mến, thưa quý vị ở trên cộng đồng mạng Facebook và ở trong nước cũng như ở nước ngoài, thì hôm nay chúng tôi được du sơn lên núi Cấm và được quý vị đồng đạo cũng thắc mắc hai câu giảng ở trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh, phải không quý vị? Thì có hai câu là: nếu để chờ sấm nổ giang thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn. Thì đối với hai câu này thì giống như Đức Thầy nói thẳng về quyền cơ tạo hóa và cái chuyện biến chuyển sau này. Thì thưa quý vị, thật ra thì chúng tôi cũng nghe trên mạng YouTube và mấy anh em đã bàn luận rất nhiều về vấn đề sấm nổ và tại sao sấm nổ và chừng nào sấm nổ, thì chúng tôi nghe rất là nhiều. Nhưng mà thực tế thì cái điều này chúng tôi cũng không có muốn nói làm gì, bởi vì đây là chuyện thiên cơ tạo hóa rất là đặc biệt, nhiệm màu kính nhiệm, mà phàm phu thì ít có ai thấu hiểu nổi hết nổi. Nhưng mà ở đây không lẽ chúng ta đọc qua sấm giảng của Đức Thầy, thi văn của Đức Thầy, rồi chúng ta không có chịu tìm hiểu thì chúng ta không thể nào hiểu nổi những cái nghĩa lý thâm sâu đó. Từ chỗ đó mà chúng tôi cũng mạo muội để tìm hiểu một vài ý nghĩa trong cái bài cảnh tỉnh, những lời cảnh tỉnh về thiên cơ của Ngài ở trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh này, để cùng chư quý vị nghiền ngẫm, suy gẫm, thẩm thấu coi như thế nào để chúng ta tiếp tục tu hành, để đến cái ngày đó chúng ta có cơ duyên đầy đủ mà được sống đời thượng hơn, hay là coi những chuyện nhiệm màu ở trong trời đất. Thì thưa quý vị, theo như quý vị biết á, thì xưa nay các nhà khoa học cũng có nhận định rồi là không phải tự nhiên cái trái đất của mình hình thành, không phải mới đây, mà đã trải qua 4,5 tỷ năm rồi quý vị. Tức là theo như các nhà khoa học nghiên cứu là trái đất mình đã có tuổi thọ là 4,5 tỷ năm. Từ khoảng 4,5 tỷ năm tới bây giờ thì có trải qua nhiều cuộc biến thiên, biến địa, thay đổi địa hình, thay đổi châu lục. Đây là chuyện rất là xảy ra khoảng là 10.000 năm, 100.000 năm hoặc là cả triệu năm. Bằng chứng là hiện giờ ở bên Mexico người ta khám phá được một cái thiên thạch đã gia trạm dưới đất khoảng 66 triệu năm trước. Thì quý vị biết á, ở trong Tứ Thánh hoặc là ông Ba Thới có một đoạn nói như thế này nè: bây giờ như thế chim bao, tam thinh thấy biển dàm áo rồng thình, hiền lương binh Phật độ mình, bảo tàng mất hết thả hình trôi sông. Âm binh kêu giữa thân không, ba hôm trước diệt mênh mông cứu ai người, nuôi
tan đất sập bớ người, vì sơn đạo hay cho đời không tin. Đó là trong giảng của các cái vị mà thánh đã tiên tri đó. Còn có những chỗ Đức Thầy cũng nói là sấm vang thì lộ bản vàng, sấm vang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp tràn tới thi, chữ thi gần chữ sâu bi, bị ham của bao ly kỳ mau rơi, chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình, vì bởi chẳng tu ham vui quyền quý dài ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. À, kính thưa quý vị, thì quý vị biết tại sao chúng tôi là đề cập đến vấn đề sấm nổ mà là đề cập đến thiên thạch? Thì khi quý vị biết á, là bởi vì sấm trời sao lại thình lình nổ ra, thì theo những nghiên cứu khoa học là biến chuyển hành tinh địa cầu của mình xưa nay là chỉ có thiên thạch va chạm với quả địa cầu của mình thôi. Trái đất đã muôn ngàn lần biến, nào phải đâu một chuyến đầu tiên là như vậy. Như vậy thì chúng tôi đề cập đến vấn đề thiên thạch va chạm, đây là một điều nó có bằng chứng xác thực và nó có cái làm chấn động trong thiên địa rất là lớn, nó còn hơn là kinh thiên động địa của bom nguyên tử nữa quý vị. Bởi vì khi một thiên thạch nó có cái tầm cỡ là khoảng 1 km sắp lên, nó có sức hủy diệt một châu lục hoặc là một phân nửa quả địa cầu. Bằng chứng như cách đây 65 triệu năm có một thiên thạch rơi vào trái đất của mình ở nước Mexico, hiện giờ còn bằng chứng cái hố sâu là khoảng mấy trăm mét. Như vậy thì nó xóa sổ toàn bộ cái loài lớn nhất ở trái đất, chính là loài khủng long quý vị. Và loài khủng long là một cái loài sống rất là mạnh, rất là cái sức sống mãnh liệt như vậy, hơn cái loài người biết bao nhiêu. Nhưng mà một khi thiên thạch va chạm xuống rồi thì tự nhiên nó xóa sổ toàn bộ sự sống trên trái đất. Chúng tôi sẽ từng tự nói cho quý vị biết tại sao nó xóa sổ như vậy. Những thiên thạch là cái gì? Những thiên thạch là những cái tiểu hành tinh nó bể ra do những cái hành tinh xa xôi ở trong cái vũ trụ thiên hà này. Quý vị biết á, ở trong cái vũ trụ thiên hà này nó có vô lượng hành tinh mà các nhà khoa học khám phá là một dải ngân hà, nó có nhiều cái thiên hà trong đó. Mà thiên hà của chúng ta đang ở là thiên hà Sắn Ốc, nó có tới hơn 400 tỷ hành tinh quý vị. Bằng chứng cái điều này, Ngài Thanh Sĩ có nói là bầu hư không vô biên thế giới, ngày đêm luôn có cõi hoại tiêu, cũng như trên cây bất luận sớm chiều đều có lá úa vàng rơi xuống. Như vậy thì những cái tiểu hành tinh đó, đến thời kỳ của những cái hành tinh nó bể ra, nó va chạm vào nhau và nó thành một những cái loại gọi là rác vũ trụ. Hiện giờ những cái nhà khoa học ở NASA của Mỹ, gọi là những cái nhà mà chuyên nghiên cứu về các hành tinh để có sức va chạm trái đất, là khoảng hơn 960 hành tinh có sức va chạm trái đất, từ khoảng 1 triệu đến 10 triệu km. Nó có cái khả năng va chạm vào trái đất của chúng ta để mà hủy diệt khoảng 10.000 năm, 20.000 năm hoặc là 100.000 năm cho đến là khoảng 1 triệu năm. Thì không chừng thời kỳ của chúng ta đã đến thời kỳ là mấy triệu năm, nó sẽ lặp lại cái chuyện đó một lần. Đó, chính từ chỗ này nên các vị thánh như Đức Thầy hoặc các ngài thanh sĩ đã dùng trí tuệ thẩm thấu, tam minh lục thông mà thấy được điều đó trước. Cho nên các ngài mới ra một cái điều là sấm nổ gian thinh. Chứ không lẽ tự nhiên mà sấm ở đâu mà nổ giữa trời quý vị.
cái nó gọi là dòm lừng trời, lửa cháy liên miên đó, tiêu điều sản vật điền duyên, thần thông biến hóa dưới miền trung ương đó. Như vậy thì chính từ điều này mà hiện giờ các nhà khoa học đang rất lo lắng, đang rất lo sợ có những hành tinh sẽ va chạm vào trái đất của mình. Tuy nhiên như vậy, theo cái sự nghiên cứu 24/7 của các nhà vũ trụ NASA và châu Âu thì người ta nói là trong khoảng 100 năm vẫn chưa thấy những cái hành tinh nào có sức va chạm với quỹ đạo trái đất. Nhưng mà quý vị biết thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai. Như vậy thì máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, dầu cho các nhà vũ trụ NASA có hay giỏi đến đâu cũng còn cái góc khuất của kính viễn vọng quý vị. Không phải kính viễn vọng là mắt thần mắt thánh của các bậc thánh mà thấy suốt luôn, thấy không có kẻ hở, nó vẫn có kẻ hở như vậy. Rõ ràng bằng chứng năm 2013 có một cục thiên thạch rơi vào nước Nga, mà cục thiên thạch này có khoảng 10 mét thôi quý vị, mà nó có sức làm công phá hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy và khoảng 1.500 người bị thương. Thì quý vị biết khi một cục thiên thạch nó có 10 mét thôi mà nó còn sức công phá như vậy, huống hồ chỉ một cục thiên thạch từ 1 km sắp lên là khoảng 1.000 mét đến 1.500 mét là nó có sức hủy diệt trái đất trong vòng nháy mắt. Nhưng như vậy thì tại sao nó hủy diệt kinh thiên động địa như vậy? Bởi vì cái sức đi của nó rất là lẹ quý vị. Nó phản làm những cái hành tinh mà các tiểu hành tinh các nhà khoa học khám phá, cái sức đi nó rất là nhanh, nó hơn tốc độ âm thanh gấp nhiều lần, có thể từ 68.000 km/h cho đến 100.000 km/h, tức là nó đi rất là lẹ, nó lẹ đến nỗi là hơn vận tốc âm thanh tới 10 lần. Như vậy thì cái sức mà vận tốc nó đi nhanh như vậy đó thì không có một cái sức phi thuyền, không có một cái tên lửa nào mà chống chọi nổi khi nó va chạm trái đất đó. Như vậy thì chính từ điều này là cái điều mà các nhà khoa học, các nhà nguyên thủ quốc gia rất lo sợ về vấn đề này xuất hiện. Cho nên người ta mấy ngày đêm canh giữ, giữ gìn trái đất hành tinh xanh của mình đừng có bị va chạm vào những cái những tiểu hành tinh này. Mà quý vị biết đó, khi khám phá được những tiểu hành tinh này, nếu mà khám phá trước khoảng 3 năm thì chúng ta cũng có cơ hội để mà dùng những phi thuyền, dùng những vũ khí hạt nhân có thể phá hủy được nó, hoặc là làm chệch đi hướng đi của nó mới có khả năng là cứu được trái đất. Còn nếu chúng ta mới khám phá được vài ba ngày hoặc là vài ba tháng thì không đủ sức để mà tiêu hủy cái thiên thạch đó. Và quý vị biết đó, thì những cục thiên thạch đó hiện giờ là trên 960 cục trục thiên thạch, tức là tiểu hành tinh có sức là nguy hiểm đe dọa trái đất. Và có những cái cục thiên thạch mà nó vượt ngoài tầm kiểm soát của kính viễn vọng, chứ không phải là kính viễn vọng thấu suốt hết được, cho nên cũng có những điều sơ xuất xảy ra đó. Thì đây là cái điều mà máy thiên cơ không ai lường trước được. Cho nên ngài Thanh Sĩ nó mẹ đấy con, việc còn cách dách, gần quá xa vì mắt khó trông, khi dách dở rồi thì việc kế bên hông, chuyện đã ngỡ rằng không mà có. Đó, chính từ chỗ này cho nên dù các nhà khoa học có nghiên cứu bằng kính viễn vọng nhưng cũng khó thoát qua được khi đại nạn đến thì nó sẽ có những cục thiên thạch xuất hiện mà nó vượt qua tầm kiểm soát của kính viễn vọng. Bởi vì bằng chứng hiện giờ các nhà khoa học trấn an thế giới nhân loại là trong vòng 100 năm tới chưa có cục thiên thạch nào có sức nguy hiểm đe dọa. Cũng có những cục nhỏ nhỏ nhưng mà nó đi vào quỹ đạo trái đất, đi vào cái khí quyển nó sẽ bị đốt cháy hết. Cho nên từ chỗ đó mà trấn an nhân loại là chưa có cục nào. Nếu được như vậy thì là một cái hạnh phúc cho thế giới loài người. Nhưng mà chúng ta sợ không có được đến như vậy. Bởi vì rác vũ trụ càng ngày càng nhiều, thiên thạch xuất hiện càng ngày càng tăng đó. Và có những cục thiên thạch nó đi vượt ra ngoài tầm kiểm soát thì sẽ đến cái ngày là sẽ có sấm nổ giang thinh thôi. Thì tôi nghĩ cái chuyện sấm nổ giang thinh là ít nhiều cũng đến. Các ngài không phải hù dọa mình đâu, mà các ngài đã dùng trí tuệ siêu việt, thấu suốt vị lai, thấu suốt quá khứ, tri ba đời như vậy mà nói cho chúng ta, để chúng ta lo, chúng ta phải cứu trái đất, cứu hành tinh bằng cách là chúng ta phải mà canh chừng như vậy. Tuy nhiên dẫn đến thời kỳ rồi mà khó thoát qua được. Cho nên đây là một điều mà các nhà khoa học rất đau đầu, chứ không phải là cái chuyện mà đơn giản được quý vị. Chính từ chỗ đó nên cái tiền lương của các nhà khoa học này rất là cao,
bằng hơn tổng thống Mỹ nữa quý vị. Như vậy thì hơn 400.000 đô một năm. Tại sao cao như vậy? Vì những vị này cũng là những vị cứu tinh của hành tinh xanh của mình. Đó. Mà quý vị biết khi nó va chạm rào đó thì cái sóng xung kích của nó rất là lớn, rất là mạnh. Nếu một cục từ 1,5 km sắp lên nó va chạm rồi thì quý vị biết là tất cả nó, nếu nó rơi xuống dưới Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, các biển lớn đó, thì nó sẽ tạo ra một cái lọt kích hoạt toàn bộ những núi lửa ở dưới đáy biển và làm cho cái sự chấn động trong biển đó, sóng thần sẽ dâng lên cao 500 m chứ không phải ít. Đó, gọi là nước dâng lục đến đọt xào, hoặc là được gọi là nước kia lửa nọ tưng bừng nữa quý vị. Thì khi mà một cục thiên thạch rơi xuống biển Thái Bình Dương thì nó có sức làm cho sóng thần nổi dậy, nó kinh thiên. Có thể là Đức Thầy Tiên Tri là ngồi ở mỏ ông Cát mà để rửa tay quý vị biết. Núi Hy Mã Lạp Sơn mà nước nó tràn tới luôn quý vị biết. Thì đây là một cái điều rất là kinh hoàng khi mà nó rớt xuống dưới biển. Còn nếu mà nó rớt trên đất liền đó thì nó làm cho hủy diệt đồng thời một lượt một cái hành tinh trong cái châu lục, châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Nếu cái duyên của nước nào bị rớt ngay thì không bao giờ còn tồn tại nổi. Bởi vì cái sức công phá của nó rất là kinh hoàng, hơn gấp bao nhiêu triệu lần của bom nguyên tử. Và khối bụi nó bay lên có thể che kính mặt trời, cũng như trong thời kỳ kỷ băng hà đó, nó che kính mặt trời. Quý vị biết các nhà khoa học nghiên cứu là khoảng 100 năm là tất cả thế giới bị chìm trong không có ánh sáng mặt trời. Điều này các ngài cũng đã tiên báo rồi là mẹ đấy con rồi đây sẽ tới. Mẹ đấy con rồi đây sẽ tới, bảy ngày đêm bạc lối trời trăng, biết bao nhiêu yêu quái tinh chẳng sẽ xuất hiện bắt ăn kẻ. Thì quý vị biết á, 7 ngày đêm là một số ít thôi, mà các nhà khoa học nghiên cứu nếu mà va chạm tiểu hành tinh thì khói bụi bay lên che kính mặt trời có thể trong 10 năm cho đến 100 năm, làm cho toàn bộ sinh vật, thực vật, loài người, động vật đều bị chết hết. Đó, không còn oxy để thở và không còn ánh sáng mặt trời nên khí dương hoàn toàn tắt mất. Sống trong âm u lạnh lẽo như thế thì cuối cùng là không còn vật nào mà tồn tại nổi. Thì cái sức hủy diệt như vậy có thể là 100 triệu năm, 20-30 triệu năm, 1.000 năm hoặc là 10.000 năm sẽ xuất hiện một lần. Mà xưa nay đã nhiều lần như vậy. Nên đây là một cái điều nguy hiểm đe dọa thế giới mình rất là đặc biệt, mà các nhà khoa học bây giờ rất lo rất sợ. Như vậy thì rõ ràng khi 3 tiếng sấm nổ đó thì ít nhất cũng phải 3 cục thiên thạch rơi. Còn nếu không thì nếu một cục rơi cũng vậy, cũng làm cho chấn động trong thiên địa kinh hoàng, mà làm cho loài người phải đê mê bất tỉnh. Đó, đê mê bất tỉnh. Cho nên nếu từ chỗ này rồi thì thiếu đạo đức, sắc gan cũng giải. Thật hiền lành bới cại không trôi, luật kia đã định sẵn rồi, lành còn lành thời tồn tại, giữ thời tiêu tan. Nó thiếu đạo đức thì sắc gan cũng chảy. Cái sức nóng của nó hay cái nhiệt lượng nó tăng lên hẳn là 6.000 độ, đá còn phải cho nó tiêu tan thành bụi chứ có gì biết. Đá còn phải tiêu tan ra thành bụi hết. Cái sức nhiệt lượng nó tăng lên như vậy. Vậy thì sóng xung kích tăng lên trong vòng khoảng là mấy trăm km nó hủy diệt hết tất cả, là lâu đài cung điện cũng phải sụp đổ hết, đá còn phải tan ra thành bụi, huống hồ gì chứ lâu đài cũng không có cách nào mà chịu nổi hết quý vị. Gọi là sóng xung kích nó làm cho chấn động sập đổ hết tất cả núi non, tất cả lâu đài, tất cả thành phố đều bị tiêu diệt. Rồi nó làm cho nhiệt lượng tăng lên, nhiệt lượng tăng lên rất là khủng khiếp, như ánh sáng mặt trời nó nóng như vậy. 6.000 độ thì không, quý vị biết không có cách gì mà đương nổi lửa này. Nên gọi là lửa nó thiêu đốt con người, nó sâu xuống 3 thước đất. Đó, nó thành gạch hết, quý vị biết làm sao chịu nổi. Đó, như vậy thì sóng xung kích, nhiệt lượng tăng lên và tất cả tro bụi ở trong thế giới này nó che kín mặt trời. Đây là một khủng thảm họa kinh hoàng. Nên bây giờ tất cả các nhà học rất lo sợ về tiểu hành tinh va chạm tới đất mình.
Rồi khi nó kích hoạt xuống biển thì thành tất cả những chuỗi núi lửa, siêu núi lửa trong trong lòng biển nó đồng thời kích hoạt. Nó làm cho tro bụi nó cũng bay lên và đồng thời làm cho sóng thần cũng nổi dậy. Đó, từ chỗ đó đó thì chấn động trong thế giới này thì nó làm cho xuất hiện những hành tinh lạ, những cái người ở ngoài thế giới khác là những người ngoài hành tinh đó, bắt đầu xâm chiếm loài người. Đó, lúc này mới được gọi là tất cả thập bát quốc chư hầu. Còn ít đó, có những đất nước là những người ngoài hành tinh của chúng ta lúc này xâm chiếm đến trái đất. Đó, một là họ đến trái đất của mình để cứu loài người, thứ hai là họ đến để hủy diệt cái loài người luôn, để chiếm được cái hành tinh này. Đây là một điều rất là kinh khủng mà các vị thánh đã thấy trước điều này từ mấy trăm năm, do cái sự tam minh lục thông của các ngài thấy. Khi các ngài đã thấy trước như vậy, đã tiên báo như vậy, sau này các nhà khoa học mới dùng kính viễn vọng mới thấy được những cái tiểu hành tinh nguy hiểm cho đất như vậy. Cho nên Đức Thầy mới cảnh báo là nếu để chờ lúc đó đó, sấm nổ vang thinh như vậy thì e ba tánh ăn năn đã muộn. Đó, cho nên ông Ba mới nói hồi nãy tôi đọc là tam thinh thấy biển dàm nao rộng thình, hoặc là tam thinh tiêu hết tử kinh. Đó, bây giờ thì đến diệt rồi thì hết dụng nam mô, không có còn được dụng nam mô tu hành gì nữa hết. Đó, tại sao? Thì bởi vì ba tiếng sấm nổ giống hệt như ba tiếng trống mà đánh để góp bài, thí sinh không còn làm bài nữa, đã hết giờ, kết thúc cái hành tinh này. Chính từ chỗ đó, cho nên không phải riêng mà thiên thạch làm chấn động đâu, kích hoạt núi lửa, nào là sóng thần nè, rồi nào là quái thú sẽ xuất hiện nè, rồi nào là những người hành tinh lạ đến xâm lấn trái đất nữa, rồi những cái chuyện thí dụ như là chiến tranh tàn khốc sẽ xuất hiện ra, nó kích hoạt nguyên một chuỗi luôn, là đói khát kinh hoàng sẽ xuất hiện trên tất cả loài người trên thế giới. Chiến tranh lúc này nó sẽ bùng nổ tàn khốc với nhau, dùng những vũ lực để chiếm lấy những thức ăn còn sót lại, sẽ sanh ra một trận chiến kinh hoàng trên trái đất, có thể kỳ ba rất dữ, là kích hoạt chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. Đó, nên các ngài nói là cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chứ không như thường sự bấy lâu, đổi thay khắp hết địa cầu, không riêng một xó một châu bớ người. Như vậy thì khi ba tiếng sấm nổ kích hoạt, sẽ kích hoạt đến núi lửa sóng thần, kích hoạt đến bệnh dịch, kích hoạt đến quái thú năm dèo xuất hiện, kích hoạt đến người ngoài hành tinh lạ, kích hoạt đến những cái mà chúng ta sẽ liệt kê ra có 11 thứ. Đó, thứ nhất là thiên thạch tấn công. Đó, thứ hai thì núi lửa sẽ phun trào, chấn động hết tất cả, kích hoạt các siêu núi lửa. Thứ ba là sóng thần sẽ nổi dậy 500 mét. Đó, quỷ diệt có người, núi Hy Mã Lạp Sơn cũng là đến đó nổi luôn. Thứ tư là những cái vũ khí nguyên tử hạt nhân sẽ đồng thời phát nổ quỷ diệt, thì sẽ đến cái trạng thái là chiến tranh tàn khốc. Đó, từ chỗ chiến tranh tàn khốc nên dịch bệnh hoành hành tràn lan khắp nơi, đó là điều thứ sáu. Điều thứ bảy thì khi chúng sanh chết hàng loạt rồi thì thành một cái loạn âm binh, phải có một mối âm binh đó, làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Vậy thì thứ bảy là âm binh nó nổi loạn khắp thế giới hết, gọi là lớp đau chết kể thôi vô số, thiên tà ma yêu quái chật đường, chúng hồng trần xem thấy thảm thương làm sao cứu những người hung ác, nên khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải dùng phép màu lập lại thượng hoa, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho bổn đạo tường nơi lao lý. Như vậy thì hiện giờ là những cái biến đổi khí hậu cũng là một lời cảnh báo của tất cả các nhà khoa học, đây cũng là một cái điều góp phần vô để là thay đổi thế giới. Như vậy thì 11 điều này đã làm cho thế giới của loài người chúng ta sẽ tan thương biến cải. Nếu chúng ta hiện giờ không biết thương yêu nhau, không biết xây dựng hành tinh xanh, không biết cứu lấy hành tinh xanh bằng cách sống hòa nhã, yêu thương, nhường nhịn, chọn hòa bình hơn chiến tranh, giúp đỡ hơn giành giật, thương yêu hơn ghét bỏ, cùng đoàn kết hủy diệt những vũ khí hạt nhân để cho đừng có nguy hiểm đến loài người, cùng làm cho trái đất bớt đi khí thải nhà kính để cho trái đất không bị ấm lên như toàn cầu như các nhà khoa học cảnh báo hiện giờ. Đó, thì quý vị biết đó, cái hành tinh của mình hình thành cách đây 4,5 tỷ năm,
nó cũng là rất là già rồi, cho nên mới nói là quả đất như rắn già sắp lộn, nay mai gì cũng trở về không. Đó, 4,5 tỷ năm thì rất là già so với mà loài người không biết bao nhiêu triệu kiếp, bao nhiêu ngàn năm mà nói. Cho nên từ chỗ đó mà trái đất cũng phải thay đổi tiếp tục địa hình như bao nhiêu lần đã thay đổi rồi. Từ chỗ này chúng ta được các vị thánh đã tiên tri trước, các nhà khoa học đã thấy trước. Thì hiện giờ chúng ta phải gấp rút yêu thương, ăn chay, cúng lại, niệm Phật, làm lành, cứu giúp mọi người, chuộng hòa bình hơn chiến tranh, giúp đỡ lẫn nhau hơn giành giật xấu xé, giúp đỡ nhau để sống cùng nhau đó. Vậy thì điều đó là một điều chúng ta phải hết sức cần thiết, phải hết sức nhanh chóng bắt tay để làm đó. Lá lành đùm lá rách, đất nước giàu thương đất nước nghèo, những cái chỗ nào sống sung túc phồn thịnh thì thương những chỗ nghèo cùng đói khổ. Những người trong đạo phải biết thương xót những chúng sanh ở ngoài đời. Những vị nguyên thủ quốc gia phải biết cứu giúp dân, giúp nước, phá bỏ hết những cái tâm địa ác độc, những cái tàn sát sinh linh, để một ngày kia cái phước đức của loài người tăng lên thì mới cứu nổi trong 8 tỷ người. Các nhà khoa học dự đoán nó là thêm khoảng là 10 thập kỷ nữa thôi thì quý vị biết là loài người sẽ tăng lên 10 tỷ. Đến năm 2050 sẽ tăng lên 10 tỷ người. Thì lúc đó là những tài nguyên trên thế giới cũng không có còn. Cho nên bây giờ các nhà khoa học mới có tìm cách khám phá những hành tinh mới lạ để đưa di dân lên đó, đưa những vị tài ba lên trên đó mà sống, để mà duy trì trái đất. Nếu mà trái đất mình không có đến lúc hủy diệt, không nhìn thấy xa như các nhà khoa học, các vị tiên tri, thì làm gì phải đưa lên những hành tinh lạ làm chi quý vị? Sống đây cho nó khỏe mắc mớ gì phải vận chuyển những lên sao hỏa cách đây là 650 triệu km. Mà các nhà khoa học còn phải vận chuyển để tìm hiểu những cách sống trên đó, khám phá những vật chất địa lý trên đó, địa hình trên đó, để mà di dân lên trên đó ở trong cái thế kỷ là thiên niên kỷ này, tức là 2030 đến 2050 là phải có cái chương trình di dân lên những sao hỏa. Nếu mà hành tinh mình nó vững bền, nó đầy đủ sự sống, mắc mớ gì mà phải là mà phải di dân lên những hành tinh đó bằng tốn rất là nhiều tiền như vậy, bằng những tên lửa, bằng những cái mà phi thuyền tốn nhiều tiền như vậy quý vị. Như chuyến rồi nhà tỷ phú gì của Mỹ đó, ông đưa một cái chế tạo một cái tên lửa để đưa con người lên trên sao hỏa đó, và đem những vật chất lên trên đó, thì cuối cùng là bị thất bại, đầu tiên thử nghiệm bị thất bại đó quý vị. Mà cái tên lửa đó là quý vị biết là gần 1 tỷ đô chứ không phải thường. Thì đây là những cái chuyện mà tương lai các nhà khoa học đã thẩm thấu được trái đất mình như vậy. Vậy mà mình còn ở đây hơn thua, tranh đấu, giành giật, không biết thương yêu, không biết ăn chay, cúng lại, làm lành, niệm Phật, để mà cầu thế giới hòa bình, nguyện cầu mười phương Như Lai, Tam Bảo, Bồ Tát gia hộ cho thế giới chúng ta. Ở đó mà giành giật, hơn thua, không biết đoàn kết, không biết giúp đỡ lẫn nhau, thì đây là một cái điều hết sức đau thương cho nhân loại, đau thương cho thế giới. Đó. Đến chừng đó thì quý vị biết á, là chỉ có những bậc cứu tinh nhân loại, những vị nguyên thủ quốc gia, những cái bậc mà thần diệu như Đức Thầy chúng ta là vị Phật mới có thể trở lại cứu độ chúng sanh. Cho nên Đức Thầy mới nói là đến chừng đó trời ơi đất hỡi, mang khổ hình gì bởi chẳng tu, ham vui quyền quý dại ngu, chữ sang danh vọng như mù đi điên. Đến đó thì bá gia bá tánh mới rùng rùng, ông điên là ông khùng đó. Đến đây bá tánh mới rùng rùng ghéo kêu, thay trôi tấp nập như rìu, kênh kênh quà quà ó rìu mộ ăn, sợ e ngài hết mặn căng, ngục hình cắt lưỡi đục răng khổ nhiều. Đó. Cho nên từ chỗ này hiện giờ chúng ta phải biết phát tâm lành, phải biết là bố thí giúp đời, phải biết cứu giúp chúng sinh, phải biết giác ngộ cho mọi người, phải tu thân hành thiện, phải tích đức. Tích đức chờ ta chốn hẹn hò, can qua dân chúng chớ buồn lo. Tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàn cầu đến đó ấm cùng no. Cùng no cũng chỉ một cha thôi, bỏ dứt thói hư với tật tồi,
trên có Phật trời sau diệt thế, dưới đầy cơm áo lão về nói. Càng qua dân chúng chớ buồn lo, tịch đức chờ ta chốn hẹn hò. Tiếng cảnh Phật đài xem rực rỡ, quan cầu đến đó ấm cùng nó, cùng nó bốn biển một cha thôi. Bỏ dứt thói hư giới tật tội, trên có Phật trời soi diệt thế, dưới đầy cơm áo lão về ngôi. Thì kính thưa quý vị, hai câu là Đức Thầy nói trong bài Diệu Pháp Quang Minh rất là nghĩa lý sâu quyền, sâu xa, thiên cơ biến ảo, chúng ta khó mà bàn hết được ý nghĩa. Chúng tôi chỉ bàn theo khả năng của mình thôi. Cho nên từ chỗ đó đó, và quý vị biết khi mà biến động như vậy để thay đổi đời tân, thì thế giới Việt Nam sẽ huy hoàng, nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Đó, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Đến chỗ đó rồi thì có minh dương ngự trị, thế giới bình an. Lúc đó là nước Việt Nam là đại cường quốc, tất cả các nước đều đâu đâu phải tùng phục hết tất cả các gì. Tại vì nước Việt Nam có Phật ra đời, có chánh pháp, có đầy đủ những yếu tố để chúng ta thành tựu một đại cường quốc sau này. Chúa dừng ngai vàng xài mới, dời ngai cảnh tục trở về tiên, chẳng còn tham luyến nơi trần thế. Vì cả thế gian hết não phiền. Đó, thì quý vị biết đó, không phải các ngài mà hù dọa chúng sanh đâu, mà đó là các ngài đã nhìn thấu bằng lòng từ bi, nhìn thấu bằng trí tuệ, tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lóng bốn phương. Các ngài nói cũng rất phù hợp với hiện giờ khoa học đã khám phá điều này. Tất cả những nhà khoa học uyên thâm rất là lo sợ hành tinh của mình sẽ bị tiêu diệt trong nay mai, sẽ bị không còn sự sống, sẽ bị đe dọa bởi những cái điều chúng tôi nói nãy giờ: biến đổi khí hậu, đó, dịch bệnh tràn lan, chiến tranh tàn khốc, vũ khí hạt nhân là sắp sửa bùng nổ khắp nơi, chạy đua vũ trang với chiến tranh vũ khí hạt nhân đó, rồi núi lửa phun trào, sóng thần nổi dậy. Đây là những điều mà nó đang cận kề, các nhà khoa học cũng thấy rất là rõ, chứ không phải các ngài mà tiên tri như vậy để hù dọa chúng ta. Vậy thì chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để cứu hành tinh xanh bằng cách là thương yêu, phải đùm bọc, phải san sẻ, phải phát lòng từ bi, cứu giúp chúng sinh. Thì đây là một cái phước báo, đây là một cái sự che chở, công đức để mà chúng ta thoát qua được 11 đại nạn sắp tới nha quý vị. Thì chúng tôi bàn luận đến đây cũng xin tạm dừng hai câu giảng thâm sâu quyền diệu ý nghĩa của Đức Thầy. Kính chúc cho quý vị được sớm tỉnh ngộ, quy y, phát tâm tam bảo, ăn chay cúng lại, niệm Phật làm lành để cứu hành tinh xanh,
để đầy đủ nhân duyên để chúng ta sống chuyển qua đời tăng, sống đời thượng quan thánh đức, để chầu Chúa Thánh, để đất nước thái bình, để tất cả nhân loại hòa bình trên thế giới được sống chung trong cái cảnh hạnh phúc an lạc nhất của loài người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật.